Mày hả bởi? Có giỏ ra tù luôn. Đi đâu? Đi đâu?
Lên đường thôi. Giờ về tại nha, tôi quý vị. Chắc sẽ khúc mưa về tại luôn. Đây. Mời chị vào đám mình trước nữa. Nghỉ cưa hả? Nghỉ cưa hả? Giờ là đi về trại hả? Xong. Cái này đẹp rồi, không nói. Ôi, không biết cái này nha.